Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận đơn kháng cáo của bà Trà Ngọc Hằng, người mẫu 34 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức là bị đơn trong vụ án đòi lại tài sản với ông Nguyễn Quang Tấn 39 tuổi, quê ở Gia Lai. Trước đó xét xử sơ thẩm, tòa tuyên chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của ông Tấn buộc bà Hằng trả lại 2,5 tỷ đồng, không đồng ý với phán quyết trên bị đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bà Hằng đề nghị cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng không buộc bà phải trả cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng. Theo hồ sơ, ông Nguyễn Quang Tấn quen biết chàng Hoàng qua sự giới thiệu của bạn gái là Hoa hậu Oanh Yến. Do chàng Ngọc Hằng cần hỗ trợ tài chính, ông Tấn đã tin tưởng giao cho mảnh đất thuộc quyền sở hữu của mình ở Lâm Đồng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 13,2 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Sau khi giải ngân, chàng Ngọc Hoàng giữ 2,5 tỷ đồng, ông Tấn giữ 10,7 tỷ đồng. Mỗi người tự trả phần tiền lãi phát sinh từ số tiền vay gốc. Sau một thời gian thì chàng Ngọc Hoàng dừng trả lãi, không tuân theo thỏa thuận ban đầu. Sau đó ông Tấn hoàn tất toàn bộ khoản vay trên và yêu cầu bà Hằng trả lại số tiền 2,5 tỷ đồng nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Vì vậy, ông đã khởi kiện ra Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức yêu cầu bà Hằng hoàn trả số tiền trên. Gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định vừa dập tắt đám cháy tại công ty cổ phần Phước Hưng ở khu công nghiệp Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 3 tháng 9, ngọn lửa bốc lên tại khu vực Sơn của một nhà xưởng sản xuất đồ gỗ thuộc công ty cổ phần Phước Hưng, Công nhân của công ty này đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không hiệu quả. Khu vực xảy ra cháy có nhiều chất dễ cháy như sơn, gỗ, các loại nên ngọn lửa lan nhanh. Tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định đã điều động 10 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại thời điểm lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng ra khu vực nhà xưởng. Lực lượng chức năng tổ chức các mũi chữa cháy khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan ra khu vực nhà xưởng chứa gỗ thành phẩm, văn phòng công ty cổ phần Phước Hưng và công ty gỗ lân cận. Tới khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Nhiều tài sản là gỗ, sơn và hơn 2.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sụp. Cháy lớn đã khiến kết cấu tường của nhà xưởng bị hư hỏng nặng, hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định điều tra làm rõ. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cảnh sát đã xử lý hơn 60.300 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 16.425 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thông tin từ cục cảnh sát giao thông Bộ Công an trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có 257 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm 124 người thiệt mạng và bị thương 193 người, so với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giảm 28 vụ, 9,82%, giảm 36 người thiệt mạng, giảm 22,5% và tăng 5 người bị thương tăng 2,66%, trong đó trên quốc lộ 1 xảy ra 20 vụ tai nạn làm 7 người thiệt mạng, 18 người bị thương so với cùng kỳ số vụ tai nạn giảm 8 vụ, 28,6%, giảm 8 người thiệt mạng 53,3%, giảm 3 người bị thương 14,8%. Về xử lý vi phạm trong 4 ngày nghỉ lễ Cảnh sát đã xử lý trên 60.300 trường hợp vi phạm, tăng 25.894 trường hợp. Đáng chú ý có 16.425 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 6.997 trường hợp. 14.407 lái xe vi phạm tốc độ, tăng 8.129 trường hợp. Chở hàng quá tải trọng là 474 trường hợp, tăng 142 trường hợp. Chiều mùng 3 tháng 9, người dân từ các địa phương lình kình đồ đạc trở về thủ đô, xe khách nối đuôi nhau đổ về các bến xe Hà Nội, khiến các cửa ngõ và đường vành đai ùn tắc, các bến xe đông nghịt người. Lúc 16 giờ 30 phút, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn Tứ Hiệp hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội, ùn tắc kéo dài, các dòng xe ùn ứ nhích từng chút trên cao tốc hướng về phía nội thành. Đường Nguyễn Xiển và vành đai 3 trên cao rất đông phương tiện ùn ứ cục bộ, tương tự ở quốc lộ 1A cũ, người dân tham gia giao thông cũng tăng cao do tuyến đường hỗn hợp dành cho các phương tiện xe gắn máy, xe đạp, xe ô tô nên ùn tắc kéo dài nhiều cây số. Một số người dân chia sẻ dù đã vào được địa bàn Hà Nội chỉ cách bến xe nước ngầm khoảng 2 km nhưng phải chờ hàng chục nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển. Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách liên tục vào bến cõng theo một lượng lớn hành khách ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình về thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Đặc biệt, các tuyến đường gần bến xe Giáp Bát rất đông cánh tài xế xe Grab và xe ôm truyền thống đứng treo kéo khách. Ngay dọc trục đường giải phóng nhiều xe khách không vào bến mà tấp ngay sát lề đường để trả khách. Trong nội thành, nhiều tuyến đường chính ùn tắc cục bộ như đường láng, ngã tư sở Trần Duy Hưng, chật kín phương tiện, người dân chờ nhiều lượt đèn đỏ mới qua được các ngã tư. Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định mới để giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô, một phần bộ phận cơ thể người tại dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi. Bộ Tư pháp đang thẩm định đề nghị xây dựng dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi do Bộ Công an thực hiện. Dự thảo luật đề xuất bổ sung một điều mới, điều 55a so với Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhằm giải quyết trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến mô một phần bộ phận cơ thể người. Theo đó, trường hợp phạm nhân có nguyện vọng hiến thì cơ sở giam giữ phối hợp với sở y tế trên địa bàn đơn vị đóng quân xác định cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy mô bộ phận cơ thể người trong thời hạn 5 ngày sau khi có đánh giá về tình trạng sức khỏe của phạm nhân sau khi hiến mô một phần bộ phận cơ thể thủ trưởng cơ sở giam giữ báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng xem xét quyết định trong thời hạn 5 ngày sau khi nhận được báo cáo của thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân về việc hiến mô một phần bộ phận cơ thể con người, cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do. Cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy mô bộ phận cơ thể người phối hợp với cơ sở giam giữ phạm nhân thực hiện các trình tự thủ tục chế độ chính sách đối với phạm nhân hiến mô một phần bộ phận cơ thể theo quy định pháp luật về hiến mô bộ phận cơ thể con người. Cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy mô bộ phận cơ thể người có trách nhiệm xác nhận về việc phục hồi sức khỏe của phạm nhân sau khi hiến mô một phần bộ phận cơ thể con người và thông báo cho cơ sở giam giữ phạm nhân để thực hiện đưa phạm nhân về tiếp tục chấp hành án. Chính phủ sẽ ban hành quy định hướng dẫn chi tiết các trình tự thủ tục nêu trên. Bộ Công an dự kiến trình Quốc hội khóa 15 bổ sung đề nghị xây dựng dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 119,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km h giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km h Dự báo đến 13 giờ ngày 4 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km h cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 730 km km về phía đông, sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 9, bão cách đảo Hải Nam khoảng 400 km, sức gió mạnh nhất cấp 12, cấp 13, giật cấp 16 và đi theo hướng Tây với tốc độ từ 10 đến 15 km h Đến 13 giờ ngày 6 tháng 9, bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 8 cấp 9 vùng gần tâm bão, cấp 10 cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 5 m từ chiều mùng 4 đến mùng 6 tháng 9, vùng biển Bắc Biển Đông gió mạnh lên cấp 14 giật cấp 17, sóng biển cao từ 7 đến 9 m.